Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bề cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ ơn sâu, rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê huệ thịnh vượng thọ trường vương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên. Một sương hai nắng cho bạc mái đầu
buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền. Hiệu Diệu Suốt bệnh một duyên trần quy ẩn tổ tiên. Sinh thời cụ cũng là người Phật tử tại chùa An Phúc. Ngày hôm nay gia đình chí thiết chí thành thiết lập đàn tràng tuần lâm tứ cửu để hồi hướng cầu siêu cho chân linh của phố mẫu và hồi hướng cho chư vị chân linh gia tiên tiền tổ cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của dòng họ. Thời giờ đàn tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Các quý thầy cử hành khóa lễ buổi chiều ngày hôm nay có tuần lễ cúng Ninh Sư Diệp Định, sau tuần cúng Ninh Sư là cúng Tiếp Linh, Phát Tấu, Thỉnh Phật, Triệu Linh, Thỉnh Xá, Phóng Xá. 7 giờ tối nay thì có tuần cúng Mông, có tuần cúng Khai Phương, Huyết Hồ, và sang đến ngày mai buổi sáng thì cũng đón trên Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Hiện Tiền Đại Đức Tăng trở về nơi gia đình để cử hành khóa lễ tụng kinh Từ Bi Thủy Sám và cúng Tam Phủ. Vào buổi chiều ngày mùng 10 có tuần cúng Giải Oan Thích Kết, và buổi tối ngày mùng 10 thì có tuần cúng Mông Sơn Thí Thực Trần Tế Cô Hồn, nghi thức Thăng Bảo Đài và Hoàn Mãn. Thời gian cúng kéo dài 2 ngày. Thì trong khi cử hành khóa lễ, gia đình cũng chí thiết chí thành nhất tâm trang nghiêm để hướng lên đàn tiền, nguyện cầu công đức này hồi hướng cho thân mẫu được vãng sinh an lạc quốc, và hồi hướng cho toàn thể gia đình, các con, các cháu được tác bảo bình an.
trai chủ mình tổ
phụ chi tất đấng cảm di tài thông viên nếu vì Việt Nam hay quốc tái bình định Đông Hưng huyện Hà Giang xã Nam Tiến thôn lễ đảo vô gia đàn tiền sứ cư thường hùng và thanh hiên cung đồng thiên vận lâm trung thất vinh sư diệt đình giữ nhiếp vong linh phát hành quan điều thỉnh Phật tuyên kinh triều linh hóa tài mộc dục khai quang thỉnh nghề xa phong mây xa khai phương nghề xa phai khai phương nghề khóa ngục nghề chăm ma tình huyết nê hồ cung minh tam phổ giải thích lục căn kỳ an tạ quá trần tế cô hồn siêu độ liên đài cầu sam báo huân chi đến tổ tiên nguyện kỳ âm siêu thăng dường cát khánh quân an lợi sự kê mê thần sám mê chủ cô ai từ bùi di toàn bùi di thắng bùi di thế bùi di hệ hốt nê tử phạm thị tú nghiêm thị giáp đoàn thị lý nguyễn thị hoa giá nữ với tử bùi thị liên tế tử trần văn mê vệ nghĩa tử huyền đoàn thị hoa lê quý xuyên nguyễn thị phụ nguyễn đình tranh phạm thị len đỗ thị quy chúng tôn bùi anh tuấn lê thị thu hồng bùi thị kim nhung bùi di hưng đỗ thị hồng ngân bùi di trường bùi thị thúy bùi di sinh nguyễn thị thu hà bùi di hải phạm thị hương bùi thị thu trang nguyễn thành dương bùi kim oanh tức quỳnh ngô quang mê dũng trần thị hồng mê vân nguyễn tuấn mê anh bùi di khang trần mê vân mê anh bùi thị linh nguyễn mê quốc mê đoàn chúng mê tặng mê tôn ôn bùi di phúc bùi di đức nguyễn mê anh chi nguyễn mê anh mê phương bùi di khôi bùi di khang bùi nguyễn di đạt bùi nguyễn di mạnh bùi nguyễn di hương hoàng thị bích hạnh nguyễn bùi nguyễn yến nhi bùi nguyễn bảo sơn trần đức anh bùi di thành bùi thanh nghi tâm trần đức anh nguyễn thanh nghi đạt nguyễn thị diệm minh nguyễn bùi nguyễn bùi nguyễn lô ít nguyễn bùi lô ít bùi di an ngô minh phương ngô quang huy nguyễn bảo anh nguyễn mỹ anh nguyễn trần gia minh lê quý hiếu lê thanh lê hùng nguyễn lê phương lê anh nguyễn lê quốc an hợp đồng gia dương môn quyến đẳng lê duy nhật dặn lê tô nhất nam khẩn lê khoản lê đơn lê thầm vua bắc hương hương nhiều ngũ vật cung chiêm bảo gia sĩ tây lai ngưỡng vọng từ quang phủ thì chiêu ra ân lê cần từ xưng phục vì trinh tiến hiển tỷ tiền sinh phi phật lê tử thủ điệp bồ đề yêu bà di giới đặng thị huy xét hiệu diệu huy xuất chân linh nguyên dung mạnh sinh lưu bính dần nguyên lương nguyệt nhật thời độ sinh hưởng kỳ di kiểu thập thì bát tuế tiền siêu vô quý mão niên thập nguyệt nhị tham nhật tất lên thời thọ trung kiêm ma vì tòng mà tiến đi bùi thị huy liễu tức đi cổ sáu chân linh kiêm vì phù tiến gia tiên tiền nề tổ bùi gia tiên nề tổ cao ấy tổ ấy cao bùi tính công huy di mang chân linh tỷ nguyễn thị huy cẩm chân linh bùi thị tính công huy di khiêm chân linh tỷ nguyễn thị huy bước chân linh bùi tính công huy di am chân linh ông ấy mạnh bùi tính công huy di ngữ chân linh bùi tính công huy di nùng chân linh tổ cô bùi thị huy tiếu chân linh bùi thị huy nhài chân linh phổ cập bùi gia tiên đi tổ thượng từ cao cao tăng đồ khảo cao tăng đồ đi cao tăng đồ khảo cao tăng đồ đi ba túc huynh đệ cô đi tỷ mười tổ
cô mãnh tướng cô bé tại gia, cậu bé tại gia nhất thiết liệt vì đẳng dư chân linh. Nhờ đức Địa Tạng vốn chỉ dẫn nhập vào phan theo Phật về nhà, đương bước đường bỗng gặp quân quan có Phật độ không can chi cản. Mật ni đế đại minh vương đi bán thế hô đàn tràng bình xích yêu ma vô chướng ngại. Ngày tốt giờ lành pháp sự không cúng đàn này thần đệ tử Sa Môn tay lời cấm bạch quan bình cánh nguyện phù tiến tổ tiên tổ Chúa đẹp nhau ma lần mày làm cái gì?
đoạn nghiêm mô đăng vân bạch ngạo hiền truyền ngũ tu vi hán bùng chân thanh tứ đại khăn áo trang nghiêm ra
vậy. Không phân biệt giờ trẻ trai gái người nào tôi cắt nghiệp đi cố mắc vào từ xưa. Thầy đọc một lần bao nhiêu bụi trần từ nay sạch hết. Tâm địa tại bồi phần thời ngũ vị không
càng muôn sư thập phương giai sung mãn. Niệm thuật này lâu trung mèo tất nhiên dư diệt là định dự nhất vong linh phát hẳn quan điều thiền Phật tuyên kinh phóng hóa sinh du phúc mê triệu linh hóa tài bồng dù khai quang thỉnh xa phóng mê xa khai tuyệt phương môn bái phá xa ngủ sáng định huyết hồ cùng mương nghìn tam ma hồ giải thích lục què căn kỳ an tạ quá trận đế cô hồn siêu độ liên đài hầu hệ sam báo huân chi điến tổ điên nguyện kỳ âm siêu thăng dương các khanh quân mời lại thầy chỉ chú bản tông chuyển hóa năng lượng biến các thời cho nên đều nao đủ không bị ngàn ngào các môn pháp thực biến tổ chân vì niên ma ha mục kiền liên tôn giả trong các giới trí tôn trí cả suốt xưa nay không hề lạ không hề quen sức thần thông có gọi nổi tên khắp thiên hạ dưới trên đều tôn kính tay ngài cầm hạt minh nghi châu ánh địa ngục kia sáng lang thủy ngân tay ngài cầm tích trượng kỳ thân phong đô nọ mấy lần phá sạch phàm ai có thiên đạo thích thời đệ tử tôi lại bạch với tôn ni sư vâng nhời vì có thay chủ bây giờ có hiền tỳ xin đưa ra chính kiến tôi theo phép vua lương sáng kiến thiết lập ra mục viện đàn diên nay đem gái giải oan để khiên nhưng không dám tự chuyên nhân lực nghề vì sợ đường âm mà đen như bậc địa ngục kia ra sức chùa cay vậy trong ơn nội lượng cao dày ban cho tích trượng này để phá phán ngục nguy kiến địa ngục âm ti tơi tả có tội chi cũng chẳng còn vương ngã sáu kia do lối thiên đi đường vong linh có đường sang tịnh độ nhà yếu chủ trong ơn Phật tổ cho âm dương lưỡng lộ điều hay mấy nhờ trên cất bạch trình bày vậy xin lĩnh tích trượng để thầy phá ngục âm thanh đại chúng hạ tuyền này Phật sắp tâm truyền địa ngục khai thủ giác hòa di tích trượng thần châu điểm đàn chiếu minh này ngục tôn lưu đầu câu thiền niệm hoài tam lưu tam hóa thành nghi hội kiếm thủ cao sơn ngay rồi chiết chỉ khai thạch quý tâm thôi ngục tôn phật từ thì chứng bạc hồn chạy phách xuất phong lội tài hành phát văn tiêu tội cứ tan đồ luật thú miễn luân hồi thanh ca hòa điện quang năng thủy hà khả lâm yên ý ái thụ bồ tát A di đà Phật Nam mô A di
nhân tự và lý thế hương nhân tự mỗi vì năng thành thành Phật khởi do ta A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật nhân ấy huy cả chân như tinh xin tự thì năng khẩn nguyện ma A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật nhân sinh các tự bách hoa thai vạn tự thiên đi hồng sản bảo thai A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật chánh ngài sắc lưu bất chu kỳ phong lạc địa pháp chân ai A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật chiều khán hoa cai mãn thu hồng mộ khán hoa lạc thủ hoàng công A Di Đà sự bất động A Di Đà Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Đông Vương Thanh Nghi dẫn hồn đồng từ Lan Nghi bất xả bi quan sang đạo trang nghi tiếp thân phong linh lai giáng phó linh triềm công đức vãng Tây Phương sáu thành bảy tám tầng tư
công bình đẳng chân như thành 18 ngục cũng như cửa trời. Lòng biến hóa mượn ngã vàng, lòng lạnh niềm ác, lòng gian ác nhiều. Chỉ cổ cổ viên mi đã kiếm ngưỡng bằng này chúng thể dung không danh giáo phá địa một kinh nhân ngôn cần đơn kỳ lộn vật kết phá địa một kinh vật sau tiền văn từ tiền đương nhân việt nam thì dùng từ kinh bát nhân tiền tân thơ văn hóa địa một môn nhập vật kinh nhân la biên bản Namo Daiyama một kiền liên tôn giả tác đại chứng minh. Namo Daiyama bản tôn địa tạng vương Bồ Tát tác đại chứng minh. Namo Daiyama bản tôn địa tạng vương Bồ Tát tác đại chứng minh. Thành ngôn tuân pha mục thốt răng chi chương ký chúng từ kiền tám tuệ tịnh pháp sợ khai hoa cái đơn phá địa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
chỉ kim mê đích trường chấn đạo địa ngục môn được nhân độ liễu chi an thế nhân tiên phật thank you.
địa ngục chung được đất độ được làm đệ nhất thiết phật được vượt qua nơi nhất thiết là do tâm tạo và địa ngục chung mong ngắn già đó đến già rồi giả từ bi độ công linh, chủ trì hoàng liên hoa không trung công là những vong linh thừa phần lực tông công nguyên trọng. Quyết lòng tu đắc pháp nhiệm nghi mau trên tay cầm nghi một quả minh chiếu địa ngục thiên trung phá vì đền ân cha mẹ, cũng như ta là người dương thế, cũng phải nói gia nghĩa sinh thanh một huyết hồ phải mẹ
trai chủ hộ quỳ lễ tạ chư vị Phật thánh cúc cung tam bái. Diễn tích viết hồ đã được châu biên hoàn mãn, để các quý vị hoan hỷ chúng ta hạ lễ các mục, để sau đó thu dọn và bày bàn để sáng mai cung đón sư tôn thiền đức quang lâm về nơi gia đình để cử hành khóa lễ chỉnh đình buổi sáng. Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thank you.
chùa lễ Phật nha. Đội lễ đi lên đi chùa. Sư tôn Đức Hòa Thượng, Sư Thượng Tọa hiện tiền Đại Đức Tăng Ni, từ mẫn hoan hỷ bố thí cho. Hôm nay gia chủ chúng con có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, con xin thay lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật, kính ngưỡng bái bạch trên quý ngài từ mẫn hoan hỷ. Chúng con thường được nghe trong kinh Phật dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vừa qua trong chốn gia chung, chúng con có cụ cố mẫu là Đặng Thị Xen, Thiền Sinh Quy, Phật tử Thụ Điệp Yêu Bà Di Giới, Diệu Diệu Xuất, mệnh một duyên trần quy ẩn tổ tiên thấm thoát, hôm nay đã đến tuần lâm tứ cửu. Gia đình trai chủ chúng con chí thiết chí thành thiết lập đàn tràng tại chốn gia chung, cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm về nơi gia đình để cử hành khóa lễ niêm hương bạch Phật, tụng kinh trì chú để nguyện cầu công đức này hồi hướng cho thân mẫu được vãng sinh an lạc quốc, hồi hướng cho chư vị tổ tiên được nhị tự vãng sinh, và hồi hướng cho gia đình các con các cháu được tác bảo bình an. Hợp thời gia đình thính chủ chúng con chí thiết chí thành đê đầu cung thỉnh trên chư tôn Hòa Thượng, Sư Thượng Tọa hiện tiền Đại Đức Tăng Ni, từ mẫn hoan hỷ bố thí cho gia đình trai chủ chúng con một thời kinh, để cho gia đình trai chủ chúng con được ân chiêm mẫu phận công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đáp Lại Chứng Minh. Đại Đức thay lời cho gia chủ có lời tác bạch như thế, đại diện cho chư tăng cũng nhất tâm hoan hỷ kính bạch chư tổ thiền đức. Kính thưa quý vị, theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta thì cây thì có gốc, nước thì có nguồn, con cái được sinh ra phải có tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Thì các cụ dạy là trong cái hạnh thì hạnh hiếu là hạnh đứng đầu, và trong cái tội thì tội bất hiếu là tội thứ nhất, nặng nhất. Thế nên là cái người con có hiếu thì là được 8 tháng xưng dương công đức trong những 100 cái hạnh đó. Thế thì các vị cũng gia đình cũng hiểu về Phật Pháp, cũng biết về ý nghĩa của cái sự báo hiếu, và cũng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của người mẹ đã sinh và nuôi chúng ta lớn khôn cho đến ngày nay. Thì Phật dạy là cái ý nghĩa ơn trọng của cha mẹ rất là lớn. Một người con có hiếu mà vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ đi hết cuộc đời này cũng không thể trả ơn được công đức của cha mẹ được. Nên các vị thấy là cái công ơn nó rất là nặng nề, chúng ta không thể báo đáp được. Mà Phật lại dạy là nếu mà muốn báo đáp thì sẽ phải nhờ ba cái việc chúng ta làm. Thứ nhất là chúng ta có tín tâm với Phật, và chúng ta phải có cái tâm thành, và chúng ta phải nhờ cái lượng cầu nguyện của chư tăng. Thì
người mẹ chúng ta được giải thoát, mà các cụ dạy là âm có siêu thì dương mới thái, tức là người chết có siêu thoát thì người sống mới được an ổn. Đây cũng là một cái công việc làm rất là tốt đẹp. Thì được sự hướng dẫn của đại đức chủ trì chùa cũng như cái sự thành tâm gia đình cung thỉnh quý thầy, hiện tại trong gia chung làm lễ thì các cụ vẫn thường là nôm na nói là tăng đến nhà như Phật Bà giáng thế đấy. Thì hôm nay gia đình rất là vinh hạnh được rất nhiều các quý thầy đến nhà, cũng là một cái duyên rất là hội ngộ duyên lành. Tuy nhà ta mất đi một người mẹ rất là đáng kính, nhưng mà trong được sự ân đức của chư tăng đến nhà cũng là một cái niềm hạnh phúc, bớt đi một cái chút mất mát lớn lao của gia đình. Nhận lời mời của đại đức chủ trì cũng như gia đình với chư tăng để tại tiệu, các vị có lời tán bạch như thế và cũng tán thán cái công đức quý vị, và cũng mong rằng là tấm gương của cụ các con các cháu những em theo, nhất là cái sự kính ngưỡng tam bảo, biết về Phật pháp là cái sự tốt nhất để bảo hiếu. Thế các thầy cũng nhận lời và cầu nguyện cho toàn thể đại gia đình mạnh khỏe bình an thành đạt, và cầu nguyện cho vong linh phụ vong nội ngoại gia tiên được siêu sinh tịnh độ an lạc quốc. Các vị thành tâm đắc lễ Phật tổ chứng minh với chúng tăng nhận lời. Tây phương Phật quốc thắng xa và vô lượng vô biên công đức đa, dục các chân linh sinh tìm độ cứu niên đại bản lễ Di Đà. Chân này linh ni đặng thị sen ni hiệu diệu suốt ni phà cập nội gia tiên tổ ngoại gia tiên tổ đặng chư chân linh sam lễ Phật sam lễ pháp sam lễ tăng. Chư vị vong linh sam lễ Phật Phật tăng tam bảo. Các Phật tử chúng ta chắp tay trang nghiêm để các thầy đọc thế nào chúng ta họa lại như thế nha. Cộng đồng cầu nguyện cho vong linh tuần lâm quy âm. Như đẳng vong linh đặng thị sen hiệu diệu suốt phả cặp mề bùi gia tiên ni tổ đặng gia tiên tổ đặng chư chân linh nghệ vu đàn tràng quy tam bảo. Chân linh quy Phật, chân linh quy Phật, chân linh quy pháp, chân linh quy pháp, chân linh quy tăng, chân linh quy tăng, quy Phật lượng túc tôn, quy Phật lượng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chung chung tôn, quy tăng chung chung tôn, pháp kinh chân linh quy pháp kinh. Pháp quang đại bồ đề tâm thể đoàn nhất thiết ác, đệ nhị pháp quang đại bồ đề tâm thể tu nhất thiết thiện, đệ tam pháp quang đại bồ đề tâm thể độ nhất thiết chúng sinh, thứ tam độ đại giới nay tham vương bạc già phạm nhất lo niết bản bốn quy thủ giới di kinh chân linh tự tòng bồ thủy di lai chi vô kim nhật tam nghiệp lục căn tư tăng giao tha nhật thiệt chư bất thiện nghiệp kim thượng thử quy thủ giới chi lực ư thập phương tam bao ngự tiến tẩy tâm định lực nay cầu sáng môi xưa kia con bao nhiều nghiệp ác đều do ba độc tham sân si từ thân miên đi phát sinh ra nay nối bản tiền cầu sáng môi như đăng chư vị chân linh sáng môi nghiệp trưởng xong rồi hợp đường phát tứ hoằng đệ nguyện vô biên thể nguyện độ xuất phà cặp bùi ra tiên tổ đặng ra tiên tổ đặng chư chân linh về trước đàn lề tiền được quy tam bao sám hối phan nguyện đến đây là xong. Từ nay trở đi được gọi là người con của Phật, đã là người con của Phật thì tâm nương vào Phật, thân nương vào pháp, mệnh nương vào tăng. Từ nay trở đi về sau không được quy tà ma ngoại đạo. Thân ngã các chư vị vong linh từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay bị màn vô minh che lấp nên tạo nhiều ác nghiệp căn thâm nay đầy đủ duyên lành.
đôi trước thửa Phật tiền cầu xin sám hối. Nam mô cầu sám hối. Ba 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 ba
Phật Nam Mô Ca Sa Đà Phật Nam Mô Sư Tử Lộc Phật Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Di Đà Nam Mô Bồ Tát Nam Mô Đại Đẳng Niệm Bồ Tát Nam Mô Văn Thù Lợi Bồ Tát Thiện Thế Sư Phật Bồ Tát kính quy pháp kính quy tăng kính quy rồi đời dưỡng sanh băng như con răng to tưng bừng khắp nơi A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật phát tâm tu sâu rồi được hưởng về tây phương sung sướng đời đời A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật lên đoa sen đường lành nơi không hề lưu truyền niềm vui tháng ngày xin nay chúng ra này kêu độ phát tâm cầu Phật độ chúng sinh A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật cùng nhau dốc một lòng thành nguyện cho đều thoát khỏi vòng trầm luân A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật chân kim cương cương hào quang minh vô lượng lần này áo nhân duyên vô tu di Lại chưa
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Các Đại Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư Tôn Đức từ mẫn hoan hỷ bố thí cho. Vừa rồi trên chư Tôn Đức đã hứa khả ban bố nhất cú nhất kệ để nguyện kỳ hồi hướng cầu siêu cho thân linh của cố Phật tử Đặng Thị Sen hiệu Diệu Suất đã được châu viên hoàn mãn, gia đình trai chủ chúng con nhất nhất đầu thành đỉnh lễ tam bái cảm tạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật, trên chư Tôn đã từ mẫn hoan hỷ các chứng cho rồi, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức hồi quy khách đường. A Di Đà Phật. Tâm là Phật, Phật là Phật ở trong tâm, tu tâm tu tánh, Phật là Phật tâm. Một nén nhang mang chút lòng thành, lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn. Một nỗi đau ngang trái cuộc đời, một lòng thương xót mới là Phật tâm. Chư Phật mãi ở trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an lành. Người người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tánh, Phật là Phật tâm. Phật là ở trong ta, tìm đâu ngày tháng xa hoa vô thường.
lòng ta giải thoát. Chữ tâm là Phật, Phật là Phật ở trong tâm. Tu tâm tu tánh, Phật là Phật tâm. Một nén nhang mang chút lòng thành, lạy Phật cung kính cho con vẹn toàn. Một nỗi đau ngang trái cuộc đời, một lòng thương xót mới là Phật tâm. Chư Phật mãi ở trong ta, tu đâu cũng phải tu tâm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho nhân thế thân tâm an lành. Người người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tánh, Phật là Phật tâm. Người người cuộc sống an vui, tu tâm dưỡng tánh, Phật là Phật tâm. Hình nghề xa phong nghề xa khai tịch nghề phương ngùng tái phá sang ngục sáng tịnh huyết hồ cùng kinh tam phổ giải thích lục căn kỳ an tạ quá trần tế cô hồn siêu độ lên đài. Thích âm công vô thích nhật cùng vi kính thưa gia thiên bùi gia thiên ni tổ
đặng gia tiên tổ hôm nay là ngày mùng 10 tháng chạp mùa đông năm Quý Mão. Có vị trai chủ cô ai tử Bùi Duy Toàn, Bùi Duy Thắng, Bùi Duy Thế, Bùi Duy Hề, hợp đồng gia dương môn khuyên đăng. Nghĩ đến công tiêm tổ ông bà cha mẹ đã xây dựng tướng nghiệp xây đắp nền nhân kiếp này để lại sáu con hưởng phúc đức âm vậy gió nên nền. Nghĩ đức củ lao tương báo đáp cảm công của tổ tiên ông bà cha mẹ co sánh bằng hôm nay nhân tiết mùa đông tháng chạp ngày lành tháng tốt có vì vong linh hiền tỳ đặng thị quý chen hiệu diệu xuất chân linh về hầu tiến tổ. Hôm nay tuần lâm trung thất nghi con cháu thành tâm sắm sửa hương hoa kim ngân lễ vật cụ soạn khắp thước lễ nghi bày liền ban thờ án tiền kính mời các cụ gia tiên. Gia tiên đi tổ đặng gia tiên đi tổ nội gia tiên tổ ngoại gia tiên đi tổ cao cao tổ hội khảo cao cao tổ thì bác thuốc huynh đệ cô di thì muội bà cô bệnh cô bé tại gia. Cậu bé tại gia bé đỏ tại gia cô đỏ cậu đỏ bé theo thì theo liệt vị đằng đằng chân linh tương xót con cháu dáng về gia đình tại thôn Nam Tiến xã Hà Giang huyện Đông Hưng thành đình Thái Bình thủ trà ẩm thực kinh phát nghe kinh tiếp độ phong linh hiền tỳ đặng tỳ quý chân chân linh về hầu tiến tổ. Nguyện cầu vong linh vãng sinh tịnh độ phù hộ độ trì dương quyên con cháu cát bảo bình an thương mại hành thông công danh tiến đạt vận nạn tiêu trừ thai qua nạn khỏi bốn mùa không hạn nách tai hương tám tiết hưởng thêm phần lợi lạc. Kính chủ Bùi Duy Toàn lại kính mời ông bà thiên chủ hậu chủ phảng phất ở khu vực đất này nhà này hôm nay mời về đây chiêm ngưỡng thế tôn thường nén nương chén nước lòng thành cái chủ con dâng lên tiền cúng nguyện được tam bao chi diệu lực trường bí mật chân ngôn thì nhà kim thời đại lâm pháp bảo vương hoa con nén nương đường đi đông văn hương triều thịnh hôm nay cũng toàn lâm trung thất ni ai cũng tam phổ ai tụng kinh cũng tam phổ cầu siêu đã vừa xong bây giờ thầy ơi rước vong lại bàn nề đứng cương tiêng mũi đường đà vong linh nghi các cụ nghỉ lại để mà mời cơm mà kinh dương năm triệt hương đông diệu chúng ma chén lưng cơm còn đầy mối tình cách biệt từ đây thành tâm con cháu sửa soạn đặt bày giản đơn kể từ nay đường hơn lễ tiệc khi đi về con biết hỏi ai vong hồn an phận tuyền đài phù hộ cho con cháu lâu dài bình yên ân nê cần đờ xưng phục về cung tiến ra tiên tiền nê tổ bùi ra tiên nê tổ bùi di băng chân linh tỷ nguyễn tỷ cẩm chất lê rồi điện lúc lớn khôn công cha dưỡng như trời cao non lớn chiêm liếc để nhường cô giáo lòng mẹ nuôi con bằng đất rộng sông sâu lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sinh thành y những đắp sớm hôm thường tình đình tiêm dương xa cách khôn lường Phật pháp gia trì tất đứng gần từ xương vùng vì cầu sang chính tiến hiền tỷ đặng tỷ quý dân chân linh tự nguyện mệnh thủ chung phổ cập gia tiên tiền tổ liệt vị đặng chư chân linh đồng trưởng trai duyên quân siêu tình cảnh nương triều thịnh nhớ công đức cha sinh mẹ dưỡng khác nào như biển rộng sông sâu nền nhân cội phúc là đâu phần con cháu phải nghĩ câu báo đen này nay thời tiết mùa đông nhân duyên tuần lâm trùng thất của mẹ vừa đến trước linh sàng con cháu tề quy tụng kinh niệm Phật gia trì nghe câu triệu thỉnh mời cha mẹ về chứng cơm mê ăn gần từ dâm bụng vì cầu giam chứng tiến hiền tỷ đặng thị quý xuyên chân linh tự nguyên bệnh thủ trung duy nguyện chân linh trường phép màu tượng đương chư Phật nhờ chân ngôn bí mật tối linh thỉnh mời thiên khảo tỷ vong linh về đây thuồng đan thành nén hương chén nước chén rượu cơm canh con cháu dâng lên con em tâm hương đi gặp phần hương
triệu tình có tổ tiên, không có bà, có cha, có mẹ, sinh ra có mình. Dưới trên có ngọn có cành, cùng chung huyết thống, cùng tình anh em. Một lòng thờ phụng tổ đường luân lý, cửu tộc cương thượng vạn niên. Nhớ câu Nhật Bản Hồ, Thiên Nhâm Bản Hồ, tổ như in trong lòng. Nhà ta lớn họ dài dòng là nhờ công đức tổ tông sinh thành. Con cháu này đại diện gia đình, cùng chung một tấm lòng thành như nhau. Con cháu sửa bát cơm rau, nhớ công tiên tổ ân sâu nghĩa dày. Bùi đặng gia ông bà cô bác cùng là tổ tiên. Có gì chú bác anh em có tên quên chỗ hay là quên tên mời về. Chứng giám hương duyên phù hộ cho con cháu được bình yên toại lòng. Hôm nay có nghi thức quy y cho vong linh, thỉnh chư tôn thiền đức tụng kinh từ bi thủy sám phóng sinh, cúng tam phủ và hiến chúc thực cho chân linh đã được châu viên hoàn mãn. Bây giờ các quý vị nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, sau đó là 1:30 chiều cử hành khóa lễ cúng giải oan thích kết, và đến buổi tối 7:00 thì cúng mông sơn sẵn tế lý thực vô hồn. Yeah.
sướng ở trên, khi chết xuống hoàng tiền thật cơ khổ. Dù cho căn của người mình lại làm toan của lòng những người đói khát bần cùng mà không thương chỉ vì thế nên thường phụ của đời mới có oan khiên. Từ nay làm phúc làm duyên Nam Mô Ba Thí để đền oan. Giải phụ tài oán gia chi kết, phụng thỉnh đại thánh phổ quang giải oán kết, Bồ Tát cập tả hữu trợ giáo giải trệ hòa oán sư hiệu sắc bất đắc hồi cố quyết biến sinh nhân nhất thời phân giải án cấp cấp giải kết xa án cấp cấp giải kết xa án cấp cấp giải kết xa hạ đồng tư thanh đức đồng tư chung chư kiếm hữu cáo văn hợp anh quân độc thất thần đại phù chân vô cáo hạ thần nam đồ địa thần chi thối linh tâm kiếm hạ địa rất vô nhập minh thì ô quan tấu đất cứu tình như ngật ngục danh thượng thê an ninh cấp như lật lệnh cấp như lật lệnh khai hoa cái đất chỉ sao kéo các đoạn chân nghi ngô. Thank you.
nhiễm trược nhị căn kiêng ni cố sự sân tâm mê từ kết kính kim đức hóa sinh huệ đau các đoàn
kim liên, kim nguyệt, kim nhật, kim thời, kim thần đệ tử chỉ đao kéo các đoạn giải liễu oan thiên, kim đối đàn tiền, kim đương tỉnh giải thành pháp sự đăng đàn khai hoa các đấng chỉ đao kéo các đoạn chân môn. Thank you.
chúng sinh này có sáu căn sở thức đối với sáu trần phản viên tạo nên lục kết tội viên Phật khai lục độ các miền hoàn ra phá tan sau tập hàng ma sáu ba la mật chứng hòa lục thông. Kính thường chư Phật từ tâm chúng sinh giải thoát khỏi nhầm nghiệp quan trọng hội tin thiện tín phụ ân lập đàn lục độ mất còn yên vui. Một lòng kính tín trăm đời tụng kinh niệm Phật mọi loài siêu tháng cùng mọi đoàn kim cư Việt Nam mê quốc Thái Bình tỉnh Đông Hương huyện là Giang Sa Nam Thiên Tôn Lê Đảo Vu Gia Đàn Tiền Sư Cư Tường cùng Phật Đỗ Âm Bảo Dương Kim Thần Sanh chủ Bùi Duy Toàn Bùi Duy Thắng Bùi Duy Thế Bùi Duy Hệ Đồng Chư Dung Môn Quyến Đảng Tư Nhân Đồng Tiết Thị Lương Thời Khải Vận Minh Dương Sám Pháp Ân Cần Tử Xương Phục Vì Cầu Sám Cung Tiến Trinh Tiến Hiền Tỳ Trần cung tiến hiện tỷ đồng thị quý xem hiệu diệu xuất chân linh nguyên mệnh sinh ngư bính dần niên lương nguyện nhà tời thụ sinh hưởng kỷ di 98 tuổi mất năm Quý Mão tháng 10 ngày 23 giờ tuất thời xa Việt Nam Trung kiêm vị vụ tiến gia tiến tiền đồ liệt vị đẳng chư chân linh đồng trọng trai duyên quân do tình ngành nghi văn điệp thiên đồng duy cổ vua tiên cấp võ vong linh tam thế ngự tiền trái chủ đầu thành quái tại ba cúng viện cầu võ đô thiêu hoa Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức, quý thầy công văn đạo tràng, gia đình trai chủ. Vừa rồi là tuần cúng giải oan thích kết đã được châu viên hoàn mãn. Con kính lễ hai bà tổ cô là bà vị thị này là vị thị lúc. Con kính lễ gia tiên tiền tổ là ông bà bố mẹ ông con là vị thị kiêm bà con những thị lúc bố con là sáng tỏ lục dục tan không chú nguyện các chân linh qua khỏi cảnh nhân gian sinh tử thích tới nơi cõi ngài Như Lai Đức Quan Âm nhập tình bầu bạn ngài thế chí niệm nghĩa chúc mai đại cử liên thuở chí dòng chơi hồn phách nương về nơi tình cảm được tiên bỏ lại phất thần ai xem nở bông hoa thường phận Phật giao thủ ký kim giai nên thần chú vãng sinh phải xin đem ra trì Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng, kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo
làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay. Bà giáo chủ, bà sư Thích Ca Mâu Ni.
đạo sư A Di Đà. Thank you.
đạo tất chi thành, thỉnh nhị vị tôn đức dâng thực phục tiến. Từ ngày khánh nghi khởi đầu quan âm cứu khổ
phép màu hiền ra. Tiêu diệt vì ấy là Bồ Tát hóa thân ra cứu vớt chúng sinh, khiến nên niệm Phật tụng kinh, nhờ cầu thần chú uy linh nhập màu. Cô hồn đâu nay nói mau thủ cam lầu, vì trước sau mỗi hồn diện đạo binh kẻ chân môn tiếp dẫn linh hồn tốc vạn bánh tây. Lại mời những ngày của Chúa xưa nay phân chia địa giới sáng ngày giờ nhau. Họ vẫn các bậc anh nào vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn ngành vàng lá ngọc bao phen ngựa xe rong ruổi chậm tiền hy sinh. Ai thầy sống chết cho mình số chung hạt tần u minh rước mời. Cô hồn ơi, cô hồn ơi, thủ cam lộ vì cho đời dài kinh luân chất chứa lên mình chí nhân lên nghĩa tuyển sinh thi trần văn chuông lỡ bước lầm đường học tài thi Phật nhớ nhang công danh thiệu mình chịu Phật đã đành khổ đau nhà cửa tan tành đôi nơi. Cô hồn ơi, cô hồn ơi, thủ cam lộ vì cho đời nên thơ. Những ai cày thế bình thiệt đời hiền ngu già trẻ gái trai, số cùng mệnh tận quê người bơ vơ không quên đất nước bao giờ, cho nên đôi khác bên bờ là nơi. Cô hồn ơi, cô hồn ơi, thủ cam lộ vì cho đời thanh danh. Những ai uống từ trong thành gió mưa sấm chớp hoành hành mà kêu quỷ đủ bốn bề khóc than dậy đất u uế oang, trận tiền thành đống cho tàn tướng không chỗ trốn nguy nan bỏ đời, ngựa xe tên đạn tơi bời đội binh tán loạn khắp nơi tan tành. Than ơi lại còn gương giáo vây quanh đàn tên băng xé tan tành đôi nơi. Khổ đau lắm cô hồn ơi, lại đây sám hối tội thời tan ngày dài. Có ai người ai xa vào trận địa đi thay chiến trường bỏ mạng, ai hay biết nào xe đè ngựa xéo lộn nhào, máu trôi thịt nát chó cao thịt nà xương, đoạt mồi hổ đói đón đường tranh nhau căng xé thảm thương mạng người. Cô hồn ơi, cô hồn ơi, thủ cam lộ vì đồng thời dài oan. Những ai xin chúc quan trung tâm văn hóa hải an quê người, cái tài trai sắc những ai bán làm tôi tớ cho người phương xa, họ hàng tìm kiếm không ra chết nơi đất khách xót xa ngậm ngùi. Của Đức Như Lai. Nam mô Đa Bà.
Như Lai. Ngài có năng lực khiến cho các vị đầy đủ của báu như ý sử dụng, hết thảy đều được no đủ. Nam mô Bảo Tháp Như Lai. Nam mô Bảo Tháp Như Lai. Nếu như các Phật tử được nghe bà niệm danh hiệu của Đức Phật Bảo Tháp Như Lai, Ngài có năng lực khiến cho các vị khỏi lửa trần thiêu đốt, hết thảy nghiệp báo đều được tiêu trừ. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nếu như các Phật tử và được nghe và niệm danh hiệu của Đức Phật Diệu Sắc Thân Như Lai, Ngài có năng lực khiến cho các vị không phải chịu tướng xấu, được tướng hạnh hảo tròn đầy viên mãn, thủ thắng trang nghiêm trên trời dưới đất, ứng vào đệ nhất. Nam mô Quảng Bắc Thân Như Lai. Nam mô Quảng Bắc Thân Như Lai. Thượng diệu trong lư, gia trì thượng diệu trong lư. Nguyện khói hương này trùm pháp giới. Nguyện khói hương này trùm pháp giới. Khắp cho chúng quỷ được giải thoát. Khắp cho chúng quỷ được giải thoát. Nguyện chư Phật đem sức thần thông. Nguyện chư Phật đem sức thần thông. Gia trì nước tám đức trong bình. Gia trì nước tám đức trong bình. Nguyện cam lộ trùm khắp pháp giới. Nguyện cam lộ trùm khắp pháp giới. Khắp cho chúng quỷ được mát mẻ. Khắp cho chúng quỷ được mát mẻ. Nguyện chư Phật đem sức thần thông. Nguyện chư Phật đem sức thần thông. Gia trì thượng thượng thực trong học thực. Gia trì thượng thực trong học thực. Nguyện trai thực này trùm pháp giới. Nguyện trai thực này trùm pháp giới. Khắp cho chúng quỷ được no đủ. Khắp cho chúng quỷ được no đủ. Tất cả các Phật tử, nay tôi hiến cúng pháp thực này. Phật tử cùng hưởng thụ, nguyện đem công đức này phổ cập cho tất cả. Thí thực cho Phật tử cũng được tuệ giác Phật. Các Phật tử, từ trước đến nay các vị tiếp nhận ăn uống những thứ này đều là những thứ tanh hôi, thức ăn cay nồng, ăn như thế chẳng khác gì thuốc độc làm tổn hại thân. Chỉ thêm cốc khổ, trầm luân biển khổ, không ngày thoát khỏi. Tôi nay y theo giáo pháp của Đức Như Lai, tinh thành tịnh cung, thiết lập pháp hội chẩn tế vô già này. Đêm nay các vị được gặp thắng sự, giới phẩm thấm nhuần nơi thân là nhờ trong quá khứ đã từng phục sự chư Phật. Thân cận bạn lành cũng giảm tam bảo, do nhân duyên này mà được gặp thiện tri thức phát tâm bồ đề. Thề nguyện thành Phật chẳng cầu quả vị nào khác. Người đắc đạo trước lần lượt độ thoát cho nhau, lại nguyện cho quý vị đêm nay hàng an trụ ủng hộ nơi đây, được nhãn nguyện như ý bao nhiêu công đức từ sự thí thực này đều đem hồi hướng cho tất cả hữu tình trong pháp giới, cùng đem phước báu này hồi hướng quả vị bồ đề nhất thiết chủng trí. Tiếp nhận quả vị nào khác nguyện mong thành Phật. Lại vì các quý vị đem tịnh thực này phân làm ba phần. Phần thứ nhất thí cho giống loài dưới nước khiến được nhân không. Phần thứ hai thí cho loài mang lông khiến được pháp tịnh. Phần thứ ba thí cho những thần thức còn đang tập thủ, những hình hài còn hun đúc hãy được sung túc, được vô sinh pháp nhận. Thank you.
không đạt tịch siêu hàm hư không. Trở lại xem thế gian giống như việc trong mộng, đốt hồn đen hương cô hồn soi biết có đủ học thực điểm văn kinh nên tuyên đọc. Kiều giờ sau thi trần thế đại trai đàn phục dĩ thái cực vô cực huyệt để dung tư hữu huyệt tiên tiên nê hậu thiên nê đạo ngoài bản vô đạo phật đề tức tê nhân nhân tức kê phật không thị sắc sắc thị không thông thống di trích ảnh cô hồn. Yêu thân nã quỷ dù tức tê căn nghiệp bất thủ ui đô tịch mịch kỷ thời xuân nay vắng lai đạo nguyệt thế phong trưởng giả minh mang hà nhật đi đan thiền mình nhập nghe giả huỳnh chia tự chiếu phiêu uy nhiên huyệt đề thước chi vô y xuân yếu thì diện xa bà song huy cước liêu ly vô định như ảnh ngươi phục nghỉ kiêu chàng nghỉ khổ nắm bắt không. Mê nào hiếu ý đề thanh vinh nhất niệm trầm về mê thù ý thâm mê cảm mê khái kim cứ vì Việt Nam quốc thái bình tỉnh đông hưng huyện Hà Giang xã Nam Tiến đi tôn lễ đảo ê vu gia đàn tiền sứ cô thượng phục phần thanh hiên đi cũng đông tiên vận lâu trung đất kinh dư ngược định dự nhiễm công linh phân hành quan điểm thỉnh vật tuyên kinh phóng dinh tu phúc triệu linh hoa tài mồi dù khai quang tỉnh xã cũng xã khai phương phán ngục tái phá ra ngục xác tịnh liên thổ cùng minh tam mê phổ giải thích lục về căn kỳ an tạ quá trần đế cô hồn siêu độ liên đài cầu sang báo huân nguyện đê kỳ âm siêu thăng dương các khách quân năng lợi dựa kim mi thần trai chủ cô oai tử bùi di bùi di thế bùi di hệ hôn đê tử phạm thị tú diêm thị giáp đoạn thị lý nguyễn thị hoa nữ tử bùi thị liên tế tử trần này văn na vệ dưỡng nữ tử đoàn thị hoa lê quý duyên nguyễn thị phụ nguyễn đình nhảy tranh phạm thị lan đỗ thị quy hợp đồng chúng tử chúng tôn đồng dương môn kiến đẳng từ nhân đồng kết chi lương thời phải vận minh dương vô sao các văn cần tử sức phục vì trinh tiến hiện tỷ tiền sinh phi phật tử thụ điệp bồ đề yêu bà di giới đặng điều huy sen hiệu diệu suốt chân linh nguyên dương mạnh siêu lưu ích dần niên lương nguyệt nhật thời tội sinh hưởng kỳ ly kỳ thờ vạn tuế tiện siêu vô kinh bao niên thập nguyện nhị thờ tam nhật tất thời mệnh trung tiên vị hồ điến gia tiên điện tổ bùi gia tiên tổ đặng gia tiên tổ liền vì đằng sư chân linh kia đất một tải năm minh bất thước hưởng linh hà đương can tuế tịch cập đồng tông dị phái thân sơ viên cận huyết ngôn thai dựng hài hình như tử sản nạng hiểu mệnh thất lạc bộ phần hữu danh vô vị hữu vị vô danh đẳng đẳng sản linh trùng trùng kiến thuộc tình tham đấy hoàn gia tiểu thù trong đối đẳng sư hoạch hồn đồng trường trai duyên quân siêu tinh cảnh xuyên vì phúc thọ dĩ khang ninh bảo gia môn đi các khánh thì cẩn đề sự dĩ cẩn đa thù kim mang huyệt các đế nhận dạng thời tu huy dương thiệt để tăng tiệu hòa vô gia đàn điều sứ huy cư khải kiến trai đàn khai nghị duyên chu viên như tám kỷ kim mê tắc khoa vọng án nê hành công ngô vô viên nê mắn nhưng nê cổ khả lân chia phẩm đại khai quảng ngao thí chi chẳng vi thử hợp mạnh cổ điểm đất đạo thượng đạt thành hoàng chu huy tam mê tổng lục bộ quỷ vương ngắn nạn ngước kỳ chiếu ấy tưởng nghe tiền nghe khoảnh sự nhân nghe mặc nghe tán từ bi chi hóa kỳ vật mê từ quang giáo hệ sắc nghe diệu sáng dẫn là tí chi công phàm hệ nhất thiết cô hồn đa phương chúng quỷ dĩ độ vì độ hữu ý vô ý tịnh chúa không phục phật ăn báo mãn nê báo ý mãn nê trai cũng ý vô đắc cái thời ở thường lăng ngang lịch tranh nghe đoàn hỗn hào tỷ y đằng chúng con nê mông điến nê phật chi công hàm mà tại quy y chi làm giá hệ công đức trọng dự hỏa tốc phục hành tu dĩ điều giá điều thường tăng tổng lục bộ quỷ vương án nạn thi hành gây thứ
Quý Mão Niên Đông Thiên Thập Nhị Nguyệt Sơ Thập Nhật Lương Thời Điệp Bình Thích Ca Như Lai Di Giáo Thần Sa Môn Tăng Phục Hành Hiền. Trên đây văn điệp tuyên đọc đã xong, vàng bạc tiền khố dụng bằng hoa hoa tam nhã ba la Phật đa thần. Sinh vãng tịnh vãng cửu phẩm liên hoa giao ám ảnh thất trùng vào đấu liệt phân vương uy vi kim tướng văn nguyên ảo cảo cảo ngân đàn sáng lạc quang xin hẹn nề vong linh mông thụ ý đốn siêu tịnh độ ngộ chân thường. Nam mô vấn ni tiêu dẫn đạo sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo sư Bồ Tát Ma Ha Tát. An Dương Giáo Chủ Tiếp Ni Dân Đạo Sư Tứ Thập Bát Nguyện Thí Hồng Từ Cửu Phẩm Nhiếp Quần Cơ Giám Tự Trai Nghi Ký Thức Thác Niên Trì. Nam Mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thượng Ưu Tây Phương Lộ Bất Xa Di Đà Phật A Di Đà Phật. Đức Tòng Công Cảnh Giá Niêu Sa Di Đà Phật A Di Đà Phật. Long Hê Kim Mê Hồ Túc Quy Lai Giã Di Đà Phật A Di Đà Phật. Kim Dư Bảo Thượng Mê Ngọc Mê Giáng Kim Lai Trần Trân Mê Châu Mã Não Mê Bạch Hào Huyền Diện Ngũ Tu Thi Hân Mục Trường Thanh Tứ Đại Hải Trung Hoa Phật Vô So Hoa Bồ Tát Chúng Hiệu Vô Biên Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sinh Cửu Phẩm Vạn Linh Năng Vị Đạt A Di Đà Phật Nam Mô 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 A Di Đà Phật Oh, yeah.
mô Di Đà Phật, Nam 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 mô Di Đà
sông suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng cả soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Nam mô đại hiếu phổ kiền liên tôn giả trì từ chúng tăng. Kính thưa gia đình trai chủ cùng các quý phật tử, buổi tối hôm nay nghi thức cúng công sơn trần tế thí thực cô hồn thăng bảo đàng tạ khóa để hoàn mãn khóa lễ tuần lâm tứ cửu của chân linh cố phật tử Đặng Thị Sen hiệu Diệu Xuất đã được châu viên hoàn mãn. Trong thời gian hai ngày vừa qua, gia đình trai chủ cũng chí thiết chí thành nhất tâm hoan hỷ tùy tầng chư tôn đức cùng các quý thầy công văn đạo tràng để cử hành khóa lễ cầu nguyện cho chân linh của cố mẫu được vãng sinh an lạc quốc và hồi hướng cho toàn thể gia đình các con các cháu được tác bảo bình an. Kính thưa tất cả các thành là thỉnh thượng tọa thanh mê cái đổi là chư tôn đức thì về gia đình nhà mình tiếp đón thì các cụ nói là rất là hoan hỷ. Thế để cũng tri ân công đức của gia đình để tạo điều kiện để giúp đỡ về mọi mặt, rồi là tri ân công đức của sư ông, rồi là các phật tử đã đến trợ duyên tiếp phúc cho đàn lễ. Thế thì cụ cũng nói rằng là cái phước đức này nó không phải ở một đời này, mà chúng ta là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp thì chúng ta mới có được cái nhân duyên như này. Thế mà ở thế gian thì các vị biết gia đình chúng ta thì cũng gọi là có điều kiện, thế nhưng mà cũng có nhà thì có nhiều điều kiện hơn nữa, thế nhưng mà chưa chắc đã thiết lập được một cái đàn tràng như thế này. Cái thì đã thiết lập được đàn tràng như thế này rồi thì hơn nữa là cúng bái là nó một phần, một phần quan nữa là anh em chúng ta sống với nhau nó phải trên hòa dưới thuận thì đấy mới là cái báo hiếu quan trọng nhất. Thế còn cúng bái như này cũng chỉ một phần thôi. Thế khi mà cha mẹ còn sống thì chúng ta có thể báo hiếu bằng hiện tiền. Chúng ta nhìn thấy có thể là thuốc thang cơm cháo, cha mẹ ốm đau chúng ta chăm nom. Nhưng đến bây giờ mà cha mẹ mất đi rồi thì cũng không biết thế nào để mà báo hiếu được. Thì cái báo hiếu thù thắng nhất chính là anh em trong gia đình. Anh em là sự kết nối của cha mẹ, thì anh em phải thương yêu đùm bọc nhau, con cháu sống hòa thuận thì đấy là một cái báo hiếu vô cùng to lớn để nguyện cầu cho chân linh được vãng sinh an lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa các đại đức, các chỉ sự chùa An Phúc, kính thưa các thầy cung văn, xong rồi ông mới vào ngồi nữa. Hôm ngày hôm nay gia đình chúng con tổ chức lễ tuần lâm tứ cửu cho mẹ chúng con, gia đình có thỉnh cầu nhà chùa về đại gia chung chúng con để làm lễ cầu siêu nhân ngày lễ tứ cửu tuần lâm cho mẹ chúng con. Trong quá trình làm việc hơn gần hai ngày, nhà chùa các thầy cung văn đã giúp gia đình chúng con làm những cái việc tâm linh cho mẹ chúng con, không ngoài mục đích cho mẹ chúng con được siêu thoát nơi chín suối để nương nhờ cửa Phật. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn nhà chùa và các thầy cung văn. Thềm năm mới năm 2024 kính chúc nhà chùa và các thầy cung văn mạnh khỏe, kính thương hương hồn mẹ. Chúng con làm việc này không ngoài mục đích là lòng biết ơn của chúng con đối với mẹ. Xin mẹ hãy nhận thấy chúng con lòng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn. Tình mẹ yêu thương theo con
đặt mũi hôn vầng trán hiền khôn, tình mẹ nâng niu bên con rất dịu, dưỡng nuôi rất dịu. Dâng Chúa đời con ngoan chuyên tâm, xa tránh hơn cầm, xây đời tươi thắm. Con ơi, yêu Chúa thương người, xua tan thương đau, tay chấp nguyện cầu. Bên con niềm vui vuông tròn, một đời hy sinh khuya sớm